Thưa bà con, muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá nuôi heo và muốn nghèo thì nuôi vịt. Câu nói của người xưa khiến nhiều người nông dân không dám nuôi mộng làm giàu từ con vịt. Thế nhưng vượt qua mọi định kiến thì ông Lê Ngọc Mới, mà người dân quen gọi là ông Út Mới, ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, vẫn quyết tâm gắn bó với nghề nuôi vịt, nhưng lại nuôi theo cách hoàn toàn khác trước đây. Vâng, và người nông dân này thì đã không cho vịt chạy đồng rong ruổi khắp nơi. Ông bắt đầu nhốt vịt lại một chỗ và cho vịt ăn thức ăn. Kỹ thuật mới này thì dân trong nghề gọi là cho vịt nằm dọ. Cách làm này đã giúp ông trở thành tỷ phú với nghề nuôi vịt. Mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu cách làm của người nông dân này qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Vệ sinh chuồng trại, tiêm vaccine đầy đủ cho đàn vịt. Những công việc ông Út Mới chưa hề làm trước đây. Nhưng khi chuyển sang nuôi vịt trong rọ, đây là những công đoạn bắt buộc phải làm. Nhờ vậy, rủi ro về dịch bệnh trên đàn vịt giảm đi đáng kể. Mình nuôi theo mà công nghệ cao này, chuồng trại tốt nè, thì không có sử dụng kháng sinh, chỉ sử dụng men vi sinh nè, với hai là vitamin hoặc chất khoáng để bổ sung cho dịch mình đẻ cho tốt thôi. Còn về tiêm phòng thì mình chỉ sử dụng vaccine thôi chứ mình không sử dụng kháng sinh. Còn 7 ngày là mình phải vệ sinh chuồng trại để mà xịt mà diệt khuẩn hoặc diệt những có con virus nào mà đến thì mình 7 ngày mình phải vệ sinh chuồng trại thì cái tỷ lệ mà bệnh tật nó rất là hạn chế. Với 5.000 con vịt, nếu nuôi chạy đồng, mỗi ngày tiền thức ăn khoảng 1 triệu đồng, nhưng tỷ lệ cho trứng chỉ từ 40-50%, trừ hết chi phí có thể lãi 1 triệu đồng một ngày. Trong khi đó, nếu nuôi rọ, mỗi ngày tốn 4 triệu tiền thức ăn, nhưng tỷ lệ cho trứng trên 90%, mỗi ngày lãi từ 4-5 triệu đồng. Mở ra trang trại đầu tiên là gọ 5.000 con. Thì lúc đó ở ngoài thì nó đẻ khoảng tối đa lắm 70%. Khi mà tôi làm trang trại xong thì tôi đưa vào gọ thì khoảng 2 tuần sau là nó lên từ 90-95%. Thì lúc đó là tôi thấy cái hiệu quả nó là tốt rồi đó. Là nhiều anh em đến để mà học hỏi. Ngay từ lứa vịt đầu tiên nuôi theo cách mới, toàn bộ trứng thu được một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu đầu ra với giá cao hơn giá thị trường từ 200-300 đồng một quả. Thức ăn cho vịt cũng được một doanh nghiệp khác cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu phát hiện có chất cấm trong sản phẩm. Một là nó giải phóng được cái công lao động của mình, được nhàn nhã nè. Cái thứ hai nữa là giá cả của mình, giá mình cái đầu vào đầu ra nó rất là ổn định. Tại vì phía bên công ty là Vĩnh Thành Đạt thì đã bao tiêu cái đầu ra cho mình. Còn cái đầu vào thì có công ty CB. Nó thì thấy được hai cái điều kiện đó. Với cái thứ ba nữa là nó được ngon. Cái là vậy là mình nuôi gọ vậy về sải ra cái bệnh tật thì nó rất ít. Nó rồi mình được có thời gian nè dạy dỗ con nè, rồi cái thứ hai được đi giao lưu học hỏi này kia nữa đó, thì cái đó là cái lợi thế về mô hình chăn nuôi gọ. Hiện tại trang trại của ông Út Mới có 12.000 con vịt, trong đó có 5.000 con đang cho trứng. Sau mỗi đêm ông thu được khoảng 4.500 trứng, với giá bán 2.000 đồng một trứng như hiện nay, trừ chi phí mỗi tháng ông lãi hơn 100 triệu đồng. Hiệu quả trong chăn nuôi vịt nhờ cách làm mới đã giúp ông Út Mới trở thành tỷ phú với nghề nuôi vịt. Trang trại của ông Út Mới bây giờ thường xuyên là điểm tham quan học hỏi kinh nghiệm của nhiều nông dân trên cả nước. Mô hình này là mô hình của tương lai. Nên là hiện nay là mình phải nuôi theo cái hướng này. Nó vừa đảm bảo cho mình cái an toàn sinh học, có nghĩa là đảm bảo về cái dịch bệnh nữa. Và cái công sức lao động bỏ ra cũng thấp hơn. Bảo đảm đạt về mặt kỹ thuật. Có nghĩa là sẽ đạt được về cái năng suất đẻ rồi cái hiệu quả kinh tế, nhưng mà mình còn đang lo chính là cái đầu tiêu thụ. Cho nên nếu mà nhà nước mà cũng kết hợp được với nông dân ở cái khâu tiêu thụ thì người ta sẽ đầu tư được. Hiện tại, nông dân Lê Ngọc Mới đang tiếp tục mở rộng quy mô để phát triển nghề nuôi vịt. Ngoài việc thực hiện mục tiêu là tổ hợp tác sẽ cung cấp 100.000 quả trứng ra thị trường mỗi ngày, mong muốn của nông dân Út Mới sẽ là xuất khẩu được ra nước ngoài.